Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ đừng quên like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 50 triệu token Hansu Inu. Đây là cũng là một cái trên chó các bạn. Để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click xem phần link mô tả dưới video của mình mà Telegram start chatbot. Rồi bạn bấm join này drop nè. Rồi, nhiệm vụ khá là nhiều luôn các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, kênh seller, follow Twitter và WeBot, follow minimum trước đi các bạn ơi. Để coi minimum vào được thì follow, còn không được thì bỏ luôn dự án này. Mình làm biến phát IP lắm các bạn ơi. Mong follow các bạn. Còn bạn nào follow không được thì copy cái link minimum dán vào trình duyệt Google các bạn. Rồi tiếp tục các bạn cho nâng cấp kênh seller nữa. Có verify hay không? Rồi các bạn chatbot câu đi bạn. Rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Tiếp tục cho tiếp kênh seller nữa. Rồi bắt đáp lên nào. Tiếp tục follow Twitter và retweet bot nè. Trên Twitter các bạn theo dõi nè. Đây thì chương trình này góp bạn submit comment best 20 random cho mọi người. Nhận mọi người nhận 10 USDT nè các bạn. Random cho mọi người nhận được 5 USDT nè. Các bạn like nè. Rồi các bạn qua copy địa chỉ BNB Smart Chain của mình nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chép luôn nè. Các bạn mở Twitter của mình ra lại nè. Like và comment. Và bạn mình dán vài người bạn mình vào. Rồi các bạn dán tweet của mình tăng vài người bạn của mình vào và dưới hashtag là địa chỉ BNB mình nha các bạn. Mình không làm biết đâu, mình là người may mắn sao các bạn. Rồi là một công hai việc luôn các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gỡ tweet bot nữa các bạn. Mình chưa tweet nữa các bạn. Rồi thì các bạn xuống đây các bạn tiếp tục tweet nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Các bạn follow Twitter và retweet tweet cái nữa nè. Trên nguồn gấp ta sẽ gặp mỗi gấp này không thấy phân phối gì trên tờ. Các bạn tiền cái bài của nó các bạn. Đây nè bạn Hansu Inu nè. Bạn like và các bạn tweet lên các bạn. Rồi các bạn bấm vào register nè. Rồi bạn lướt cha phone là cái điện thoại. Chụp đầu tiên bạn địa chỉ email của tất cả bạn vào nè. Tiếp tục thì mình gửi địa chỉ UNB sẽ mang trên bet 20 nè. Rồi các bạn copy địa chỉ UNB của mình các bạn dán gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi lên đường link profile Twitter của mình nha các bạn. Trên Twitter thì các bạn nhấp vào ba gạch cùng nè, vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp ba gạch cùng nhấp cho chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Các bạn gửi lên cho bot nè. Tiếp tục các bạn gửi làm cái link retweet nha các bạn. Thì bạn mang Twitter nha các bạn. Các bạn lướt xuống các bạn bài tìm thứ hai của nó nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Các bạn gửi lên cho bot nè. Tiếp tục khoảng follow minimum không eo cho net nha các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn gửi lên đường link profile minimum mình nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào minimum mình nè. Rồi các bạn bấm vào ánh đen đen này các bạn. Rồi bấm vào cái ảnh avatar của mình nha các bạn. Chờ lót chút xíu các bạn. Minimum. Rồi các bạn nhấp vào bao cái ảnh cùng nè. Các bạn sẽ chép đường link minimum mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot nè. Tiếp tục các bạn bấm eheo cho net nè. Cho tiếp kênh channel nè. Eheo cho net. I have so net. Rồi các bạn việc lên dép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân nó kiếm tôi cần các bạn. Đây thì menu nè. Mi Balance mình đã nhận được 50 triệu tôi cần Hansu. Ok, vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.